A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh 119 là bài kinh thân hành niệm. Thân tức là thân thể chúng ta, hành ở đây tức là cái gì? Là các hoạt động của thân. Vô minh hành thức, hành tức là những cái mà nó vận động. Niệm ở đây tức là chánh niệm. Thì nói về chánh niệm thì chúng ta biết hiểu một cách rất đơn giản như thế này. Chánh niệm tức là chúng ta đặt niệm ở đâu thì có chánh niệm đó. Giả dụ như là cái bài chánh niệm về hơi thở lần trước chúng ta học đó, là chúng ta đặt niệm về hơi thở thì tức là chúng ta có chánh niệm về hơi thở ra và hơi thở vào. Và cũng tương tự như vậy, bài ngày hôm nay chúng ta đặt niệm ở nơi thân thì được gọi là chánh niệm về thân. Chánh niệm về hơi thở của cái bài trước đó thì cũng thuộc về thân, nhưng mà nó là một cái phần rất nhỏ thôi. Còn cái bài ngày hôm nay sẽ là bao quát hơn về tất cả mọi hoạt động của thân. Thì bài ngày hôm nay ở trang số 994 thì như bài chánh niệm về hơi thở ra hơi thở vào trước chúng ta đã biết rồi. Khi mà chúng ta chỉ cần tu tập một cái phương pháp này thôi, tức là một phương pháp chánh niệm về hơi thở hơi ra hơi thở vào, thì chúng ta có thể làm viên mãn được tứ niệm xứ, tức là tất cả về thân thọ tâm pháp, gồm cái bài tứ niệm xứ lần trước chúng ta học là có bao nhiêu bài tập, tất cả là 21 bài đúng không ạ? Và ngoài tức là cái bài tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp đó, thì chúng ta có 21 bài tập, và cái bài quán niệm về hơi thở thì chúng ta có 16 bài tập. Thì khi mà chúng ta tu tập một cái pháp môn quán niệm hơi thở ra hơi thở vào đó, thì chúng ta có thể làm viên mãn được luôn cả tứ niệm xứ và có thể làm viên mãn được 7 giác chi, và cuối cùng là đưa đến minh giải thoát, tức là giải thoát tăng ngộ. Cho nên đây chúng ta thấy một lần nữa là chúng ta tu một pháp môn là nó sẽ ra tất cả các cái môn pháp môn khác, tức là trăm sông đều đổ về biển cả cả. Thì pháp môn niệm hơi thở là một pháp môn trong một bài tập trong 21 bài tập của tứ niệm xứ. Thì chúng ta thấy là nếu mà cái trình độ của chúng ta có khả năng tu được 21 bài tứ niệm xứ thì chúng ta tu, còn không thì chúng ta quay trở lại một pháp môn niệm hơi thở ra hơi thở vào và chúng ta có thể viên mãn được 21 bài tập kia. Thì như đã nói đó, bài cái phần mà quán niệm hơi thở ra hơi thở vào đó, nó là cũng thuộc về một phần của quán niệm thân. Thì như vậy ở đây cái bài ngày hôm nay chúng ta học là quán niệm về thân, tức là tổng quát tất cả mọi hoạt động của thân. Thì có phải là cái bài hôm nay là nó quan trọng hơn cái bài hôm trước không? Tức là cái phương pháp tu ngày hôm nay đó, là có phải nó lớn hơn pháp tu ngày hôm trước không? Nói không đúng rồi đấy, không đúng. Để xem lát nữa chúng ta thấy là có đúng hay không thì chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà với cái mà chúng ta thấy trước mắt đó, thì chúng ta thấy là rõ ràng là nó hơn đó. Bởi vì quán niệm thân, quán niệm hơi thở đó, nó cũng là hơi thở là thuộc thân, mà quán niệm thân chúng ta thấy là còn tùm lum nhiều thứ nữa, tức là rồi đi đứng nằm ngồi nó cũng thuộc thân, rồi co tay duỗi tay, rồi đủ mọi thứ nó cũng thuộc thân, và hơi thở nó chỉ là một phần của thân thôi. Nhưng mà tức là về cái tướng thô thì chúng ta có thể thấy là cái bài ngày hôm nay đó là nó lớn hơn cái bài hôm trước, nhưng mà để xem một chút xíu nữa chúng ta xem sẽ có thấy là nó có lớn hơn hay không. Thì chúng ta đi vào tên kinh. Tên tiếng Pali là Kayagatasati Sutta. Thì ở đây nghe có chữ nào quen không? Sutta là đây. Đây là giỏi thôi. Sutta là kinh. Ở đây chúng ta còn nhiều chữ quen lắm. Chữ Kaya
Dhammakaya có nghe chưa? Dhamma là pháp, kaya là thân, pháp thân. Một trong các cái thân của Đức Phật đó là pháp thân là chữ kaya đó. Gata ở chữ học Pali có học cái chữ này đó là Buddhang Sasanang Gacchami đó, là nó biến thể của chữ gam là chữ go đó, là đi đó. Thì ở đây nó không phải là đi mà tức là nó chỉ là đi, tức là các cái hoạt động. Thì chúng ta thấy là cũng rất dễ nhớ thôi. Kaya là thân thể, gata tức là các cái hoạt động, đây là các cái hoạt động của thân thể mà chúng ta dịch là hành đó. Hành tức là sự vận hành đó. Và sati tức là chánh niệm. Chữ sati này bài trước chúng ta cũng gặp rồi. Thì kaya gata sati là chánh niệm về các cái hoạt động của thân. Sutta nữa là kinh, chánh niệm về các hoạt động của thân. Mà chữ Hán ngắn gọn lại tức là thân hành niệm. Thân là thân thể, chữ hành tức là các cái hoạt động, và niệm tức là chánh niệm. Chúng ta cùng đọc ha. Kaya gata sati sutta mindfulness of the body. The Buddha explained how mindfulness of the body should be developed and cultivated, and the benefits to which it leads. Mindfulness, chánh niệm of the body là về thân thể. The Buddha, Đức Phật, explain là giảng giải. How mindfulness là cách nào mà chánh niệm of the body về thân thể should be developed là có thể phát triển. Cultivate là tu tập làm tăng trưởng. And the benefits là lợi ích. To which là của nó, của những cái pháp đó, it leads là nó dẫn tới. Bài kinh về chánh niệm về thân thể, Đức Phật giảng dạy làm cách nào để tu tập pháp môn quán niệm thân thể để có thể được phát triển và được tăng trưởng, và những cái lợi ích mà pháp môn quán niệm về thân dẫn tới. Thì Đức Phật giảng dạy, nói lại, Đức Phật giảng dạy về làm cách nào để có thể tu tập pháp môn chánh niệm về thân có thể được phát triển và được tu tập, và lợi ích của nó dẫn tới, lợi ích mà nó đem tới. Đã được chưa? Thì cái chủ đề chính của bài kinh hôm nay cũng giống như cái phần tất yếu thôi, tức là nó có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta tu tập cái pháp môn quán niệm về thân thể như thế nào, và những cái lợi ích và kết quả mà pháp môn này nhằm tới cho chúng ta. Thì bố cục bài kinh hôm nay cũng được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là phương pháp tu tập về quán niệm về thân thể. Phần thứ hai tức là kết quả của việc quán niệm, chánh niệm về các cái hoạt động của thân. Và phần thứ ba là lợi ích của cái pháp môn tu này. Phần thứ nhất là cách tu, phần thứ hai là kết quả, phần thứ ba là lợi ích của nó. Chúng ta đi vào phần hoàn cảnh của bài kinh là trang số 994. Chúng tỳ kheo tụ họp ca ngợi pháp môn niệm thân hành mà Phật đã dạy. Phật nhân đấy giảng rộng pháp tu này. Thì thời kỳ đó thì tức là sau khi mà Đức Phật đã giảng về cái bài kinh tứ niệm xứ và chư tăng
áp dụng và thực hành về pháp môn tứ niệm xứ này gồm có quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Và các tỳ kheo sau khi mà thực hành pháp môn này, các vị nhận thấy rằng là không cần, tức là chưa cần thực tập đến ba cái pháp môn, ba cái quán niệm đằng sau, tức là quán thọ, quán tâm và quán pháp, chỉ đơn thuần quán niệm về thân thôi mà các tỳ kheo đã thấy rất là lợi ích rồi. Cho nên là hôm đó ở tại thành Xá Vệ, ở trong cái tu viện của ông Cấp Cô Độc đó, thì các tỳ kheo cũng theo như thường lệ là buổi sáng đi khất thực xong về tại giảng đường, tức là về tại trú xứ Thọ Trai, và sau cái giờ Thọ Trai đó thường thường là được nghỉ một số phút. Thì sau trong cái thời giờ nghỉ trưa đó thì các tỳ kheo không nghỉ trưa mà ngồi chờ buổi chiều Đức Phật sẽ đến thuyết pháp, thì các vị mới tụ tập ở trong giảng đường và các vị mới chia sẻ bàn tán nói chuyện với nhau. Các vị là quả thật là cái pháp môn mà tứ niệm xứ, đặc biệt là cái việc mà quán niệm về thân thể mà Đức Phật đã dạy, đã rất là lợi ích, rất là tốt đẹp. Và khi mà các vị đang ca ngợi như vậy thì Đức Phật đi vào thì các vị ngưng lại và Đức Phật mới hỏi rằng là các vị trong cái lúc nghỉ trưa đang bàn tán cái gì và tại sao bàn tán đến mức độ nào và bị ngưng lại như thế nào. Thì các tỳ kheo cũng trình bày là bạch Đức Thế Tôn, thì sau khi mà ngài giảng dạy về pháp môn tu tập mà quán tứ niệm xứ và quán thân, thì chúng con tu tập chúng con thấy rất là lợi ích, cho nên là chúng con ngồi đây ca ngợi cái pháp môn này. Thì Đức Phật mới nhân cái sự kiện đó mà ngài giảng rộng ra về cái phương pháp tu tập về quán thân như thế nào. Thì cái bài mà tứ niệm xứ lần trước chúng ta học đó gồm cả bốn phần: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì Đức Phật dạy cũng rất ngắn gọn thôi, tức là chỉ dạy là tu tập quán thân như thế nào, sau đó quán thọ như thế nào. Còn riêng cái bài này đó thì Đức Phật dạy chi tiết quán thân như thế nào và cái kết quả nó đem đến như thế nào và lợi ích ra làm sao. Thì đó là cái phần hoàn cảnh của bài kinh. Thì như đã nói rồi, chúng ta có tới 21 bài tập về tứ niệm xứ và quán thân. Thì riêng cái phần quán thân đó có 14 bài tập, cộng với lại quán thọ một bài nữa là 15, quán tâm là 16 và 5 cái quán pháp nữa thành 21. Thì đó là tất cả về tứ niệm xứ và quán thân, thì gồm 14 bài tập. Chúng ta đi vào cái từng cái bài tập. Cái phần thứ nhất là cách tu tập về tu tập niệm thân như thế nào. Ở trang số 995, phương pháp thứ nhất là niệm hơi thở, ngồi kết già lưng thẳng ở chỗ vắng, theo dõi hơi thở vô như đã nói ở trong kinh số 118. Cái này là kinh số 118, là cái bài trước chúng ta đã học, chắc đấy thiếu mục niệm thân. Còn nếu mà không thì nó là bài kinh số 10, là trong tứ niệm xứ. Thì ở đây lặp lại cái bài kinh ngày hôm trước chúng ta học thôi. Thì cái phương pháp niệm hơi thở là chúng ta học rất kỹ ở cái bài trước rồi, gồm có 16 đúng rồi. Nó cũng gồm là thân thọ quán pháp, nhưng mà về từ nó duyên theo hơi thở. Thì chúng ta chỉ có ngồi thở ra thở vào, và cái điều quan trọng nhất của cái bài của cái bài tập này là cái gì còn nhớ không? Chánh niệm bao giờ cũng là số 1. Và ở đây cũng vậy, Đức Phật nói rằng là lặp lại cái điều quan trọng nhất là cái khâu chuẩn bị, là chúng ta phải thứ nhất là phải có chánh niệm là số 1, và thứ hai là chúng ta phải chọn cái địa điểm tốt đẹp, tức là cái chỗ nào mà nó yên tĩnh, thoáng đãng. Và thứ ba là phải ngồi kiết già lưng thẳng. Cái này cũng nói rồi, kiết già lưng thẳng chúng ta cứ đừng có lo. Làm sao, miễn sao mà chúng ta ngồi cái tư thế mà nó phù hợp với mình, thoải mái với mình là được. Thì ở đây chúng ta thấy là nó chia ra hai cái hướng. Hướng thứ nhất là chúng ta thấy nếu như mà đối với cái vị mà còn được gọi là còn đang phải tu tập, đang cố gắng cần cầu thoát mọi khổ ách, tức là còn là phàm phu hoặc là đang là hữu học đó, thì chúng ta phải đi theo những cái bước như thế này.
tức là phải chọn địa điểm rồi ngồi ngay ngắn và thở ra thở vào tập từng bước một, tức là tiệm tu đi từ từ lên. Thì đó là cái hạng thứ nhất là phàm phu hoặc là hữu học. Còn nếu như mà với hạng mà đã là A-la-hán rồi thì chúng ta thấy là ngồi như thế nào, làm như thế nào thì cũng có chánh niệm và cũng thở ra thở vào có được chánh niệm. Và các vị biết chính Đức Phật của chúng ta cũng chính là cái người mà có được chánh niệm trong tất cả mọi oai nghi, mọi tư thế. Chính vì thế mà Đức Phật được gọi là Ngài thân an và tâm ít bệnh là vậy. Và Ngài luôn luôn an trú trong hơi thở, cho nên là bất cứ điều gì xảy ra đối với Ngài, Ngài vẫn như lần trước có nói, khi mà chúng ta tu tập hơi thở ra, hơi thở vào mà an định toàn thân thì nó sẽ có được một cái sự vững chãi, chúng ta cảm giác giống như là mình là một cái hòn núi sừng sững mà không có cái gì xô đẩy được. Chính vì thế mà khi mà Đức Phật bị ngoại đạo họ mắng nhất hay cái gì đó mà Ngài không có bị lay động được vậy. Và chính khi mà Đức Phật chúng ta đến cuối đời Ngài đau bệnh đó, Ngài cũng dùng cái phương pháp này, tức là quán hơi thở ra hơi thở vào để nhiếp phục các cơn đau. Và cái bằng chứng rõ ràng nhất là trong cái bài kinh Đại Kinh Giáo Giới là Hầu La, không biết còn nhớ không? Nó có liên quan đến hơi thở đó. Ngài nói rằng là nếu như mà chúng ta tu tập thuần thục cái pháp niệm hơi thở ra hơi thở vào thì sẽ được an ổn và có được chánh niệm đến khi mà chúng ta chết. Thì đó là sơ lược lại cái pháp môn thứ nhất trong niệm thân là pháp quán niệm hơi thở. Nếu mà chúng ta không nhớ hết thì chúng ta có lở lại bài 118, là cái bài nói rất kỹ về chánh niệm về hơi thở. Cái phần tu tập thứ hai trong niệm thân đó là chúng ta chánh niệm tỉnh giác trong bốn uy nghi, là ý thức rõ thân đang đi, đứng, nằm, ngồi, nhiệt tâm tinh cần, đoạn từ các tư duy liên hệ đến thế tục. Thì ở đây trở lại cái vấn đề vừa nãy đã nói đó, là vậy thì niệm hơi thở với lại quán niệm về thân đó, thì cái nào là khó hơn, tức là cái nào tăng gối hơn? Thì ngay cái tức là về cái mặt tướng thô, chúng ta đã thấy là niệm thân của chúng ta gồm rất nhiều mục, có tới 14 bài tập, trong khi mà tức là nó gồm cả niệm hơi thở trong đó, thì niệm hơi thở chỉ là một phần ở trong thân thôi, cho nên là quán thân của chúng ta sẽ khó hơn nhiều. Và cái khó ấy là cái chỗ mà chúng ta thấy như quán niệm hơi thở thì thường thường là chúng ta ngồi, chúng ta thở ra thở vô thì nó ở trong một cái tư thế tức là yên định thì chúng ta dễ quan sát hơn. Chứ còn với cái niệm quán thân ngay như cái mục thứ hai, chúng ta thấy là khi mà đi, chúng ta thấy là để mà có được cái chánh niệm về hơi thở ra hơi thở vào hoặc có cái chánh niệm về thân nó rất là khó. Cho nên là nói so sánh về hai pháp thì có thể thấy là niệm thân sẽ khó hơn là niệm hơi thở. Thì đó là về mặt tướng thô, nhưng mà nếu mà xét về rốt ráo chúng ta thấy là nói là vậy thôi, nhưng mà có thể nói là quán niệm hơi thở nó có thể khó hơn là quán thân. Là chỗ nào? Tức là với cái người mà bình thường đó, như chúng ta đó, là chúng ta phải tập từ đầu và do chúng ta chưa quen, cho nên là chúng ta phải ngồi để hít thở và hít thở vào để có được an định. Nhưng mà khi mà chúng ta đạt đến mức độ rốt ráo rồi thì trong bất cứ hoạt động nào, đi đứng nằm ngồi, chúng ta vẫn cứ thả lái trở vào trong chánh niệm được. Bởi vì cho nên là trong tất cả các việc 14 bài tập quán thân này chúng ta vẫn phải giữ chánh niệm để hơi thở ra hơi thở vào. Thì chính vì thế mà cho nên là chúng ta thấy là khi mà chưa thuần thục ấy, thì cái gì chúng ta cũng thấy khó, nhưng mà khi thuần thục rồi thì tự nhiên là mọi pháp nó đều là một pháp hết. Trong khi mà tu chánh niệm về bốn nguyên nghi là nó phải có sự có mặt của chánh niệm về hơi thở trong đó. Và trong khi mà tu niệm về chánh niệm hơi thở đó thì nó có chánh niệm về bốn nguyên nghi, cho nên là khi mà chúng ta đạt được bất kỳ một cái pháp môn nào, dù là quán niệm hơi thở hay là quán niệm về thân đó, thì chúng ta sẽ được gọi là bất thối chuyển, tức là chỉ có đi lên, là ít nhất là
chứng được tu đà ngàn. Cho nên trong cái bài kinh hôm trước chúng ta học đó là bài quán niệm hơi thở, Đức Phật mới khen ngợi hội chúng rằng là hội chúng ở đây là hoàn hảo, là người mà không có những cái việc thừa thãi, tức là chỉ có các vị là hoàn toàn đã chứng được dương lưu, tức là những cái người mà chính vì như thế cho nên là Đức Phật mới hoan hỉ với đại chúng là cái hội chúng mà ở trong đó không có bao giờ bị thối lui nữa, vì đạt bất kỳ một pháp nào, dù là hơi thở hay là bốn uy nghi hay là niệm thân hành thì không có bao giờ bị thối lui nữa. Thối lui là cái trường hợp rất là hy hữu, rất là hiếm có. Thì hay như cái bài kinh Đại Thứ Thập số 117 cũng vậy, khi mà bởi vậy cho nên là vừa nãy mới nói là khi mà chúng ta tu tập mà đúng rồi, là một vị thánh rồi thì bất cứ làm cái gì chúng ta cũng đúng, còn nếu mà phàm phu thì chúng ta làm nó thật đường thì lúc nào cũng sai. Nên bài kinh Tứ Thập Đức Phật mới nói là trong bát chánh đạo hoặc là thập thánh đạo đó, với tư duy mà là phàm phu, tức là phàm phu và thánh nhân đó đều cùng tu tập 10 cái việc thiện là loại trừ 10 việc ác, nhưng mà cái tư duy của phàm phu thì nó khác và tư duy của bậc thánh có khác, cùng làm một việc thôi nhưng mà tư duy theo lối phàm phu thì chúng ta là phàm phu, còn làm bậc thánh thì chúng ta sẽ là bậc thánh. Thì cái đó là bài tập thứ hai là chánh niệm tỉnh giác về bốn uy nghi. Và chúng ta sang cái phần thứ ba của niệm thân, tức là niệm thân hành, là ý thức rõ ràng thân thể đang được sử dụng như thế nào, ngó tới ngó lui hay co duỗi tay chân, ăn uống, nói im, đi đứng, ngủ thức. Thì cái này cũng đơn giản thôi, tức là chúng ta chú ý tới bất kỳ mọi hoạt động thân thể của chúng ta nó đang được sử dụng như thế nào. Nếu như mà nó sử dụng mà chúng ta quan sát thấy nó đi theo cái chiều hướng được gọi là phi như lý tác ý, tức là nó có thể làm hại mình, hại người và hại cả hai, thì những cái điều đó là chúng ta phải niệm thân hành ở đây, tức là chúng ta như vẫn nói là chúng ta luôn chăm chăm cái mắt của mình nhìn xem là các cái hoạt động của mình nó làm cái gì. Nếu như mà nó làm sai một phát, nó làm sai một cái là chúng ta trừng mắt và chúng ta ngưng nó lại liền. Còn nếu như mà những cái đó là những cái hoạt động của như lý tác ý thì chúng ta hãy để cho nó phát huy. Thì ở đây có một cái vấn đề đặt ra là bây giờ ý thức về thân thể, tất cả các hoạt động của thân thể chúng ta làm bất kỳ cái gì chúng ta cũng để ý đến, chẳng hạn như là co tay, duỗi tay chúng ta cũng biết rằng là co tay, duỗi tay, hoặc là đi chúng ta biết đi, đứng chúng ta biết đứng, rồi quay lưng chúng ta biết quay lưng, sửa vạt áo chúng ta biết sửa vạt áo. Vậy thì có một điều đặt ra là vậy thì chúng ta suốt ngày chúng ta chú ý đến cái điều đó thì chúng ta làm được cái công việc gì nhá? Nó mất hết thời gian thì chúng ta làm được cái gì? Có đúng không? Thì ở đây cũng như vừa nãy đã nói thôi, rất đơn giản là đối với lại những cái người mà phàm phu như chúng ta, là những người còn cần cầu thân mọi khổ ách đó, thì chúng ta làm là chúng ta phải giống như là những người mới bắt đầu thực tập đó, thì chúng ta phải để ý rồi ngó tới ngó lui, giống như là phải gồng lên để mà làm việc với nó, thì chúng ta thấy là nó phải mất thời gian ra chúng ta làm. Nhưng mà tuy nhiên nếu như mà chúng ta làm một cách thuần thục rồi đó, là tự nhiên chúng ta đã có cái chánh niệm về nó, chúng ta bước đi là chúng ta tự có cái chánh niệm về nó, mà chúng ta không cần phải bỏ cái thời, chúng ta không phải nghĩ rằng là chúng ta phải bỏ cái thời gian ra để chúng ta có cái chánh niệm đó. Thế cho nên là chúng ta đừng có lo rằng là nếu như mà Đức Phật dạy là bắt chúng ta phải ý thức rất rõ ràng lúc nào cũng phải chăm chăm vào các cái thân thể mình làm cái gì, như vậy thì đâu có thời gian để mà làm những việc khác. Nhưng mà tuy nhiên không phải như vậy, chúng ta làm tất cả những việc khác nhưng mà trong lúc đó chúng ta vẫn có cái chánh niệm về thân thể của mình, là chánh niệm về hơi thở của mình mà không phải mất thời gian đầu tư vào nó. Thì đó là cái bài tập thứ ba về niệm thân, tức là niệm thân hành, tức là chúng ta quan sát tất cả mọi các cái hoạt động của thân đang được sử dụng như thế nào. Nếu như mà cái điều quan trọng của nó, tức là chúng ta phải thấy là nếu như mà nó sử dụng không được đúng pháp thì chúng ta phải lập tức đình chỉ lại và
không để cho nó tiếp tục nữa. Còn nếu như mà nó là đúng pháp thì chúng ta tiếp tục để cho nó phát huy và làm tăng trưởng hơn. Và sang cái phần quán thứ tư là quán tính chất bất tịnh trong tất cả thân thể, từ tóc lông cho đến nước tiểu. Thì ở đây Đức Phật phân tích rất rõ, trong thân thể chúng ta có rất nhiều các cái bộ phận như là tóc, lông, da, nhàn, móng và vân vân, cho đến các cái chất lỏng như nước tiểu. Cái mục đích của việc quán thân bất tịnh, quán những cái điều ô uế trong thân này đó, là để cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về thân. Thì cái nhìn ở đây là chúng ta thấy là tất cả ở trong thân chúng ta đó là được che đậy bởi một cái lớp da rất là hào nhoáng. Cái mục đích của Đức Phật chỉ cho chúng ta quan thân bất tịnh là để cho chúng ta khỏi bị cái lớp hào nhoáng này nó che mờ mất mắt. Nhiều khi chúng ta tự mãn nhưng về cái sắc đẹp bề ngoài, nhưng mà không biết rằng là bên trong nó chứa rất nhiều các cái thứ bất tịnh. Ngay như chúng ta thấy là việc ăn uống của chúng ta cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta đồ ăn rất là ngon, khi mà chúng ta ăn vô miệng cái chưa nuốt, nhưng mà không may là chúng ta vướng phải hột sạn mà chúng ta phải bỏ ra, và chúng ta thấy là mới ra khỏi miệng thôi là chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã không muốn ăn rồi, không? Thì chúng ta thấy rằng nguyên cái thân thể chúng ta nó có rất nhiều các cái thứ bất tịnh. Cái mục đích quán như vậy để cho chúng ta khỏi tham đắm vào cái thân này, để có thể ly được dục. Chỉ có gì ly được dục như vậy thì chúng ta mới có thể cất bước trên đường đạo được. Và cái chuyện là về ưa cái thân sắc này thì chúng ta có rất nhiều câu chuyện điển hình, như là cái câu chuyện của Ma Đăng Đà đó. Cô gặp Ngài A Nan một cái là cô lập tức yêu liền và đòi cưới Ngài A Nan được, và đến đòi Đức Phật Ngài A Nan luôn. Và Đức Phật nói rằng thôi được rồi, nếu như mà cô muốn Ngài A Nan thì đi tu đi rồi tôi sẽ gả cho. Thì cô này nghe cô tin Phật cho nên là thôi cô cũng đi tu, mặc dù mẹ gàn và mọi người gàn, nhưng mà cô cũng quyết định đi tu để có thể lấy được Ngài A Nan. Và khi mà vào đi tu rồi, bắt đầu cô yêu cầu Đức Phật là xin Ngài giữ lời hứa. Thì Đức Phật mới hỏi rằng vậy thì cô yêu Ngài A Nan là cái điểm nào? Thì cô nói là ồ, cô có đôi mắt bồ câu đẹp quá. Thì Đức Phật nói rằng là ông ngủ một hôm đến sáng mai mà ông ấy không rửa mặt ấy, thì cái ngàn nó ở trong mắt nó phải ra thì cô có còn đúng không? Thì vân vân. Thì chúng ta thấy là khi mà Đức Phật nói cái điều đó thì cô ta tỉnh ngộ và lìa được cái ham dục của tam giới, và cô không có đòi cưới Ngài A Nan nữa mà xin được xuất gia. Thì lần này mình nữa chúng ta thấy là cái việc quán thân bất tịnh này, cái mục đích không phải để chúng ta chê bai cái thân này, mà để cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về nó. Khi mà có một cái nhìn đúng đắn thì chúng ta sẽ xử lý cái thân này một cách hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý là như thế nào? Là như trong kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta học rồi đấy, cái bài cái giác ngộ đầu tiên đó là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy vi, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Thì nhé, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Tức là hai cái câu cuối cùng đó, tức là tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, tức là cái tâm này là cái nguồn ác, còn cái thân hình này là nơi chứa góp tất cả các cái tội lỗi. Mà nói như vậy thì nó cũng nặng nề quá. Thì chúng ta thấy là nói cái đó là cái mục đích là để cái để làm tỉnh ngộ cho những người mà tham đắm vào cái thân thể này thôi. Nhưng mà đối với những người mà đã tỉnh ngộ rồi thì lại nói một cách khác. Chúng ta biết nói như nào? Cái tâm này nó không phải là ác nguyên nữa mà nó là thiện nguyên. Vì đây là cái con thuyền chở đạo của chúng ta. Nếu như mà không có cái thân này thì chúng ta không có cách nào tu được. Và chúng ta biết rằng là trong tất cả các cái bài quán niệm về thân thọ tâm pháp đó, chúng ta học đó là chỉ có một cái bài duy nhất là tứ niệm xứ, là gồm có nói chung tất cả thân thọ tâm pháp, là cả bốn cái, tức là đời thân và tâm, tức là gồm cả hai mặt. Còn lại những cái bài riêng biệt đó, chúng ta thấy như bài hôm trước chúng ta học đó là niệm hơi thở cũng thuộc về thân. Bài hôm nay cũng quán niệm về thân, tức là nói riêng một cái bài pháp riêng về thân đó.
là ít nhất là như hôm qua hôm nay là chúng ta có hai bài, nhưng mà quán thọ, quán tâm pháp thì chúng ta học pháp khác, còn quán pháp nó khác. Thì chúng ta thấy là trong bốn cái việc quán niệm đó thì Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh người thân rất là nhiều. Trong đạo Phật, trên thực tế đó, đạo Phật là tâm quan trọng hơn thân, đúng không? Nhưng mà đây tại sao Đức Phật lại nhấn mạnh khi mà quán niệm thì Đức Phật lại nhấn mạnh người thân nhiều vậy? Cái lý do mà Đức Phật nhấn mạnh về quán niệm về thân đó là bởi vì là cái thân chúng ta nó có sẵn đây rồi, còn tâm chúng ta thấy là còn phải tìm còn chán mới ra, mà tìm chưa chắc nó ra nữa, cho nên là cái việc mà cái mà chúng ta sở hữu sẵn, chẳng hạn như hơi thở, hơi thở như lần trước đã nhấn mạnh rất là rõ đó, chúng ta thấy là cái vốn liếng nó có sẵn chúng ta mà nó gắn liền chúng ta rất dễ quán niệm. Khi mà quán niệm đó là chúng ta thấy là phải có một cái hiện tượng nào đó thì chúng ta dễ quán niệm hơn, còn quán niệm mà chúng ta phải hình dung ra đó thì nó rất là khó. Giống như là như vậy là tự nhiên là chúng ta thấy là mất chánh niệm rồi, bởi vì chánh niệm là chúng ta có những cái hiện hữu mà bây giờ chúng ta lại phải tưởng tượng ra một cái khác thì rõ ràng là cái tâm của chúng ta đã phải đi một hướng khác rồi. Cho nên là cái quán thân là cái mà dễ quán nhất, mặc dù là tâm là quan trọng nhưng mà cái quán thân là cái rất dễ quán, mà từ thân đó nó sẽ đưa đến an tịnh của tâm. Chúng ta chỉ cần làm một cái của thân thôi là nó đưa đến cái an tịnh của tâm, như chúng ta thở ra thở vào là tự nhiên là có cái sự an định của cái thân của mình, và khi mà an định của thân nó sẽ dẫn đến cái an định của tâm. Thì đó là cái lý do mà tại sao Đức Phật nhấn mạnh rất nhiều về quán thân. Chúng ta sang cái pháp quán thứ 5 là phân biệt bốn đại ở trong thân là tóc, lông, máu, vân vân là địa đại, nước, mắt, mũi, miệng, vân vân là thủy, hơi nóng là hỏa, chuyển động là phong. Đây thì Đức Phật dạy cái phương pháp quán bốn đại của chúng ta gồm có đất, nước, gió, lửa, những cái gì thuộc về chất cứng là địa, là đất, còn những cái gì thuộc chất lỏng là thủy, những cái gì thuộc hơi nóng là lửa, và những cái gì mà chuyển động tức là gió. Quán ở đây Đức Phật dạy cái cách quán về tứ đại nó là như thế này, tức là giống như là Đức Phật ở đây dạy chúng ta cách phân tích đó, tức là trong thân của chúng ta gồm chung lại thì là gồm bốn thứ là đất, nước, gió, lửa, nhưng mà trong đó thì ví dụ như là có thịt, có gân, rồi có da, rồi có lông, có tóc, vân vân. Thì Đức Phật nói là chúng ta biết là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta phân biệt bốn đại này ra để làm gì không? Ở đây tức là Đức Phật có đưa ra một cái ví dụ như thế này, nói thì nó hơi ở đây nó hơi thô một chút, nhưng mà đây là cái ví dụ ở trong sách. Đức Phật nói rằng là quán phân biệt bốn đại trong thân đây là giống như là một công đồ tể. Ông ấy giết một con bò, tức là một người đồ tể thiện xạo ở Ấn Độ đó, tức là họ giết một con bò là họ cắt ra, tức là cái nào thịt nào là ra thịt nào, mỡ là mỡ, rồi gân là gân, rồi da là da, xương là xương, họ làm rất là sạch sẽ, tức là đâu từ đấy. Thì Đức Phật dạy đưa cái ví dụ này để cho chúng ta thấy rõ ràng là cái thân của chúng ta đó trên thực tế là nó ghép từ những cái miếng thịt này với những gân này, rồi cái miếng da này nó ghép lại mà thôi. Và chúng ta cũng có một cái ví dụ rất dễ hiểu là giống như cái bàn đó, là nó do những cái gỗ rồi cái đinh rồi cái mộc nó ghép lại nó thành cái bàn. Khi mà nó tan rã hư hoại ra thì trên thực tế nó không phải là cái bàn, nó chỉ là những cái đồ vật ghép lại thôi. Và cái thân thể của chúng ta cũng vậy, là nó do bốn cái đại này và do những cái yếu tố đó nó hợp lại nó thành cái thân này. Cho nên là chúng ta khi quán như vậy thì tự nhiên là chúng ta sẽ vượt qua được cái cảm giác là chúng ta bám víu vào thân. Hay như hôm trước chúng ta có nói về Tổ Quy Sơn đó, tức là ngay đầu bài Quy Sơn Ngài có nói rằng là phù nhập hệ thọ thân, vị miễn hình bị, bẩm phù mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi hợp thành, tức là bẩm phù mẫu chi di thể, tức là chúng ta thừa kế các cái dòng máu của cha mẹ và do các cái duyên nó ghép lại mà có được cái thân này. Và như
lần trước cũng có nói, tức là khi mà tứ đại phù trì, nhưng mà nó thường tương vi vô, tức là nếu như mà bốn cái thứ mà đất nước gió lửa hơi nóng với lại gió vân vân, bốn cái thứ này mà nó hòa hợp thì chúng ta khỏe mạnh. Còn nếu như mà chúng ta thấy là gió mà nó nhiều một chút là chúng ta bị sao, bị cảm. Nếu mà gió lạnh thì chúng ta cảm lạnh, rồi cảm cúm vân vân. Rồi nếu như mà nóng, chất nóng mà nhiều quá là chúng ta thấy là bị sốt vân vân. Thì chúng ta thấy là tứ đại thì chúng ta nó giúp chúng ta tạo thành cơ thể đó, nhưng mà chỉ cần xê xích một chút mà nó không có khớp vào với nhau thôi là chúng ta bị bệnh rồi. Nếu mà nó khớp mà nó không khớp nhiều đó thì cái thân này nó sẽ tan hoang. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái thân này nó không phải là thực thể, do các cái duyên nó ghép lại. Cho nên là khi mà chúng ta ngồi tư duy thiền định niệm về cái thân này đó, thì chúng ta thấy rất rõ ràng là nó là giả duyên tập thành, để chúng ta bớt cái bám víu cái thân. Và như cái bài kinh Lão Giới Là Hồng La ở Abala đó, ngày Là Hồng La đi sau lưng mà chỉ khởi lên một cái niệm là ưa thích thân mình, là Đức Phật lập tức đã quay lại cái chấn chỉnh cái liền. Bởi vì từ cái niệm yêu thích này đó, nó sẽ làm cho cái tự ngã chúng ta sẽ rất là lớn mạnh. Mà khi mà tự ngã ta lớn mạnh rồi đó thì rất khó cho chúng ta có thể mà thương yêu tất cả mọi người khác được, mà thương yêu một cách vô điều kiện được. Thì cái thứ năm là quán phân biệt về bốn đại ở trong thân. Còn từ 6, 7, 8, 9 đó là 9 pháp quán về tử thi, nhưng mà gộp lại thành 6, 7, 8, 9. Thì thứ 6 là quán thi thể phình trương sau 3 ngày bị quăng bỏ. Thứ 7, quán thi thể bị các loài trùng, chim, thú ăn. Và thứ 8, quán bộ xương liên kết còn máu thịt, đã hết thịt nhưng còn dính máu, bộ xương đã rã rời, mỗi nơi một cái xương. Thứ 9, quán thi thể sau nhiều năm tháng chỉ còn là đống xương trắng màu vỏ ốc, thấy bản chất thân này cũng như vậy, không vượt qua bản chất ấy. Thì quán thân của chúng ta, nguyên một bài quán thân từ 1 đến số 9 đó là cái cấp độ tăng dần để cho chúng ta loại bỏ được cái bám víu về thân của chúng ta. Từ niệm hơi thở là chúng ta thấy còn bình thường, chính niệm tỉnh giác về bốn nguyên nghi thì cũng còn thấy khỏe mạnh, và niệm thân hành thì chúng ta thấy là còn sử dụng được. Và đến thứ 4 là chúng ta thấy là thân chúng ta đã có vấn đề rồi. Và đến thứ 5 là chúng ta thấy là không phải của ta. Và đến thứ 6 cho đến thứ 9 này là chúng ta thấy là rõ ràng là cái thân này không phải là thứ mà chúng ta có thể mà giữ gìn được. Thì cái bản tính của nó là như vậy. Nhờ quan sát về Đức Phật nói rất dễ, rất rõ này. Cái đoạn cuối là nhờ không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, quán niệm như trên, các niệm và tư duy về thế tục được đoạn trừ, nội tâm chuyên nhất định tĩnh, đấy gọi là tu tập thân hành niệm. Thì cái quan trọng ở đây tức là khi mà chúng ta quán niệm thân từ hơi thở cho đến khi mà thi thể của chúng ta không còn một cái gì nữa, thì nhờ chúng ta ngồi tư duy quán niệm thân thể như vậy và chúng ta không bám víu vào thân, và chính vì thế mà chúng ta mới có thể nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác được. Thì ở đây không biết đã kể chưa, có một cái câu chuyện giữa ngài vua Tần Bà Sa La với Đức Phật đó. Thì có một lần vua Tần Bà Sa La thì thường là ông hay đến thăm viếng Đức Phật đó, hay hỏi đạo, và bẵng đi một thời gian thì ông không có đến thăm viếng Đức Phật được, bởi vì ông lo triều chính nhiều thứ quá. Và Đức Phật mới sau khi mà ông thu xếp xong công việc đó thì ông mới đến thăm Đức Phật. Đến thăm Đức Phật thì ông cũng trình bày một cách rất là chân thành, nói là bạch Đức Thế Tôn, là lâu nay con phải đi chinh phục các cái nước lớn bé, sau khi chinh phục xong là con phải dàn xếp cho nó ổn định, cho nên bận triều chính nhiều quá, không có thời gian đến vấn an Đức Thế Tôn và học pháp với ngài. Thì xin Đức Thế Tôn hoan hỉ. Thì Đức Phật mới nói rằng là thì thôi không sao, bây giờ ông cứ thử nghĩ rằng là bây giờ ở phía đông có một cái ngọn núi rất lớn, nó đang có một cái vị đại thần rất là thân tín, họ từ phía đông lại, và họ nói rằng là có một cái ngọn núi sừng sững rất lớn, nó đang kéo tới cái thành
này mà nó đi đến đâu đó là nó làm đổ nát, nó giết hết tất cả mọi người, không ai sống sót được. Và phía Tây, phía Nam, phía Bắc cũng giống như vậy. Và bốn cái núi đấy ập đến thì ngài có thể làm được gì? Thì vua Đà Sa La nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà cái trường hợp ấy xảy ra thì đâu có thể làm gì được nữa, bởi vì không có cái sức nào cản được ngọn núi đó, thì chỉ có thể mà ngồi tu tập nhất tâm để có chánh niệm, để mà vun bồi công đức, để tạo phước lành, tái sinh những cái kiếp sau tốt đẹp hơn mà thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là cái cách mà niệm thân của chúng ta đó thì cũng giống như vậy, theo một cái trình tự là chúng ta thấy là khi mà chúng ta sinh ra rồi sẽ lớn lên, và cái thời gian của chúng ta chỉ có khoảng vẹn 100 năm là cái thân này nó sẽ hủy hoại, nó sẽ tan rã như này. Cho nên là chúng ta cần phải nhiệt tâm, tinh cần, tức là sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, quán niệm như trên. Và nhờ thế mà các tư duy thế tục của chúng ta nó mới có thể được đoạn trừ. Khi mà quán niệm về cái thân như vậy đó, thì tự nhiên là những cái tham đắm về tất cả tài sản thế gian, tất nhiên là chúng ta vẫn tạo ra của cải, mình vẫn sinh sống, nhưng mà chúng ta không có quá mức mà tham đắm vào nó, để dành chúng ta có thể chia cả thời gian ra một số thời gian để mà mưu sinh, còn những cái thời gian khác là chúng ta phải lo tu tập. Thì tất cả 14 pháp vừa rồi đó chính là cách mà tu tập của niệm thân. Và sau đây thì Đức Phật sang phần thứ hai, Đức Phật nói về kết quả của thân hành niệm, là phần thứ hai của kinh. Là kết quả của thân hành niệm là chứng bốn thiền, là sơ thiền với hỷ lạc do ly dục sinh, thấm nhuần thân tâm như một cục bột nhồi thấm nước. Thiền thứ hai với hỷ lạc do định sinh như hồ nước đầy gặp cơn mưa lớn, nước mát lan tràn hồ. Thiền thứ ba toàn thân thấm nhuần lạc thọ, gọi là xả niệm lạc chú, như hoa sen ở trong hồ thấm đầy nước. Thiền thứ bốn là xả niệm thanh tịnh, toàn thân thấm nhuần sự trong sáng thuần tịnh, như người ngồi với một tấm vải trắng trùm đầu phủ xuống toàn thân. Thì cái kết quả ở đây rất rõ ràng là chúng ta khi mà quán niệm thân đó thì chúng ta có thể đắc được bốn thiền. Cái thiền thứ nhất là sơ thiền với hỷ lạc do ly dục sinh, thấm nhuần thân tâm. Thì đây chúng ta thấy nó có một cái tứ thiền ở đây nó hơi khác với cái tứ thiền lần trước chúng ta học đó, là chúng ta có năm thiền chi đúng không? Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Khi mà chúng ta đoạn trừ được tầm và tứ là chúng ta ở sơ thiền, rồi cái là tầm tứ là sơ thiền này, rồi hỷ là nhị thiền, lạc là tam thiền, và xả là tứ thiền. Thì ở đây có sự phân biệt hơi khác một chút là chúng ta cũng phải để ý, hay không có chúng ta sẽ lầm lẫn. Chứng bốn thiền, sơ thiền với hỷ lạc do ly dục sinh, thấm nhuần thân tâm như một cục bột nhồi thấm nước. Thì ở đây sơ thiền đã có hỷ và lạc rồi, thì chúng ta thấy nó có sự khác, nó có khác không? Trên thực tế nó không có khác. Chúng ta để phân tích cho chúng ta thấy là nó không có khác. Nếu mà không thì chúng ta sẽ lẫn lộn ra, chúng ta sẽ cãi nhau. Là hôm trước thầy nói là sơ thiền là bỏ tầm tứ, chưa có hỷ lạc, mà sau đây trong kinh nói rõ ràng là sơ thiền với hỷ lạc, tức là sơ thiền với hỷ lạc, tức là đã có hỷ và lạc rồi đó. Nhưng mà chúng ta thấy là cái dòng sau rất rõ này, sơ thiền với hỷ lạc do ly dục sinh, đã quan trọng ở chỗ là ly dục đó. Tức là khi mà chúng ta trong cái bài quán niệm hơi thở, chúng ta thấy rất rõ khi mà chúng ta ngồi thở vào ngắn, thở vào dài, và khi mà có cảm giác toàn thân thở rồi thì tự nhiên chúng ta đã có an định toàn thân đúng không? Cái bước thứ tư của hơi thở ra, hơi thở vào là chúng ta đã có an định toàn thân. Khi mà có an định của toàn thân đó là hỷ lạc đã khởi lên rồi. Hỷ lạc khởi lên, nhưng mà hỷ lạc này là do ly dục, tức là do là chúng ta không có không còn tham đắm vào những cái của thế gian nữa. Là khi mà giống như là cái ví dụ lần trước đó có đưa ra là chúng ta nhìn thấy một cái, chúng ta rất khát nước và chúng ta nhìn thấy một cái ly nước là chúng ta mừng. Mừng ở đây là chúng ta thấy là nó đã có hỷ và có lạc, tức là có niềm vui đó, hỷ lạc lát nữa. Chúng ta sẽ thấy là rất rõ là ở đây nó đi chung nhưng mà nó phân biệt ra giữa thân với tâm. Tức là chúng ta nhìn thấy cái ly nước là chúng ta mừng vui,
Mừng vui đấy tức là chúng ta có niềm vui là có hỷ lạc đấy, nhưng mà đây là chưa đi được dục, tức là chúng ta còn có tầm tứ là cái chỗ là chúng ta muốn đến. Vồn vã chúng ta chạy tới, chúng ta lấy cái ly nước đó là uống, tức là chúng ta có vui, có hỷ, có lạc, nhưng mà do ly dục sinh thôi, tức là chúng ta ở đây nó vẫn còn tầm, còn tứ, tức là chúng ta còn muốn cách, tìm cách để mà đến đấy ly nước đó, tức là tầm và tứ. Tầm tức là chúng ta tìm cách, tứ là chúng ta dán chặt vào cái ly nước đó, chúng ta muốn lấy bằng được, thì chúng ta thấy là có niềm vui, nhưng mà nó vẫn còn tầm tứ. Thì rõ ràng là sơ thiền với hỷ lạc do ly dục thì nó cũng giống như là còn tầm và còn tứ. Thì ở đây Đức Phật ví dụ là nó giống như một cái cục bột thấm nước, tức là chúng ta thấy là chúng ta nhào cái cục bột đó, chúng ta thấm nước vào, thì cũng giống như là cục bột đây, giống như là chúng ta là cái thân đó, chúng ta thấm vào nước đó, là từ bên ngoài nó đem lại, đúng không? Tức là cái thân chúng ta đem thấm vào nước thì cái nước đó từ từ phía ngoài nó đi vào, nó thấm dần vào, nó phải trải qua một thời gian rất là lâu, nó thấm từ ngoài cái cục bột đó mới thấm dần vào trong, là nó trải qua một thời gian rất là lâu. Thì rõ ràng là cái này nó từ cái hỷ lạc này do ly dục, tức là nó từ ngoài nó đem đến, thì nó vẫn còn là thuộc thân và nó vẫn còn tầm tứ. Đến thiền thứ hai này, thiền thứ hai với hỷ lạc do định sinh, đấy chúng ta thấy rất rõ ràng là định sinh, tức là nó vi tế hơn rồi đó. Như hồ nước đầy gặp cơn mưa lớn, nước mát tràn hồ. Thì cái hỷ lạc thứ hai tức là nó vi tế hơn, tức là chúng ta đã đi vào định rồi, tức là chúng ta vượt qua khỏi tầm tứ rồi đó, nó đi vào một cái trạng thái của tâm rồi. Ở đây đưa ra một cái ví dụ là như hồ nước đầy gặp cơn mưa lớn, nước mát tràn hồ, thì nó hơi bị thiếu một chút ở trong kinh đó. Ở trong nguyên bản thì nói rõ ràng là Đức Phật ví dụ là giống như là một cái hồ nước đó, là nó tự trong hồ nó phun nước ra, tức là cái hỷ lạc đó là do tự nội thân chúng ta tái tạo ra được, tức là khi mà chúng ta có định rồi đó thì tự nhiên là cái hỷ lạc trong tâm chúng ta tự nhiên nó sinh ra. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thiền thứ hai là bắt đầu đi vào định và đi vào tâm của chúng ta rồi, tức là nó cao hơn cái tướng thô thứ nhất là có tầm có tứ, tức là nó đã đi vào hỷ lạc, tức là có một chút trong nội thân chúng ta nó phát sinh ra được cái niềm vui rồi. Thì tức là cái hồ nước này nó tự phun nước ra và gặp các cơn mưa lớn khác, tức là từ ở trong cũng có và ở ngoài nó thấm vào cũng có nữa. Thì đó là cái thiền thứ hai, khi mà chúng ta qua được cái hỷ lạc do ly dục mà do cái an định của thân, do cái định sinh ra đó, thì chúng ta đắc được cái thiền thứ hai, khi mà chúng ta quán niệm tất cả 14 các pháp quán niệm hơi thở trên. Thì đến cái thiền thứ ba là toàn thân thấm nhuần lạc thọ, gọi là xả niệm lạc chú, như những hoa sen ở trong hồ thấm đầy nước. Thì khi mà chúng ta vượt qua được tầm, được tứ, được cái hỷ phía ngoài rồi, thì chúng ta sẽ thấm nhuần được một cái lạc thọ gọi là xả niệm lạc chú, tức là chúng ta xả được cả cái hỷ và cái đạt đến cái lạc của thân và của tâm. Thì nó giống như là lúc này là chúng ta là những cái hoa sen ở trong hồ, nhưng mà nó còn đang ngập ở trong hồ, tức là chưa vươn lên khỏi mặt nước, tức là nó còn đang thấm tất cả toàn thân hoa sen của chúng ta, giống như là cơ thể chúng ta, thân và tâm chúng ta cùng ở dưới cái hồ đó và hưởng thụ trọn vẹn cái sự mát lạnh ở trong hồ. Thì cái đó là tam thiền. Và cái thiền thứ tư cuối cùng, tức là thiền thứ bốn, xả niệm thanh tịnh, toàn thân thấm nhuần sự trong sáng thuần tịnh, như người ngồi với một tấm vải trắng trùm đầu phủ xuống toàn thân. Thì cái xả niệm thanh tịnh này, tức là đi qua cái xả niệm lạc chú. Xả niệm lạc chú ở đây tức là chúng ta đi vào cái lạc của xả, tức là chúng ta xả được cả hỷ và cả lạc, tức là cái hỷ là cái của ngoài thân, cái lạc là của tâm, tức là chúng ta có cả hỷ cả lạc, nhưng mà chúng ta đã xả được rồi, nhưng mà vẫn còn trú ở trong cái vi tế của nó, tức là chúng ta loại bỏ đi rồi, nhưng mà nó vẫn còn cả, nói như là các cái cấu uế, tức là gọi là nó còn tùy nguyên, còn một chút mầm mống ở trong đó. Nhưng mà đến thiền thứ tư là
cái sức xả của chúng ta nó mạnh mẽ rồi, là chúng ta có thể chấm dứt toàn bộ được tất cả các cái vui khổ của thế gian và cũng như của xuất thế gian, là chúng ta hoàn toàn vắng lặng với tất cả các cái định của niềm vui này. Khi mà chúng ta đạt được tứ thiền thì giống như là một cái tấm vải trắng nó phủ xuống toàn thân. Vải trắng ở đây là ví dụ cho giống như là hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc, tức là sống một cái đời vào cái phạm hạnh, là không còn bị bất cứ cái hỷ lạc ai ố của thế gian cũng như xuất thế gian. Nó xuất thế gian đây không phải là xuất thế gian, tức là những cái mà của bậc hữu học đó, tức là bậc xuất thế gian nó có chia ra hữu học và vô học, tức là những cái thiện pháp của các ác pháp của thế gian là loại trừ, và cái thiện pháp của thế gian chúng ta cũng đã thành tựu, và chúng ta vượt qua được cái thiện pháp đó đi đến cái xả niệm thuần lạc thanh tịnh, không còn một chút lay động gì với tất cả thiện ác nữa, thì lúc đó chúng ta đạt được minh trí và giải thoát, tức là được giải thoát hoàn toàn. Trang số 997 là minh trí và giải thoát, người tu tập thân hành niệm đã viên mãn thì thiện pháp của vị ấy đều dự vào phần minh trí như trăm sông đổ vào biển, không tu tập thân hành niệm thì ma vương dễ làm hại, như cục đất sét bị lún dưới sức nặng của một viên đá nặng vào, như mình giống dễ làm đầy nước, như cây khô dễ cháy. Ngược lại, người có tu tập thân hành niệm thì ma vương không hại được, như trái banh dây dội vào cánh cửa chắc chắn không thể phá, như bình nước đã đầy không đổ thêm, như cây tưới đầy nhựa không thể bị đốt cháy. Thì đây cũng đơn giản thôi, khi mà chúng ta có tu tập quán niệm thân, ngồi quán niệm thân, hơi thở ra hơi thở vào cho đến pháp quán thứ 14 là quán tiểu thi, thì chúng ta sẽ có được một cái định rất là vững chãi. Mà ở đây Đức Phật nói rằng là nếu như mà chúng ta có đầy đủ các cái thứ đó thì ma lực không có thể nào hãm hại được, không có thể mà xâm nhập vào chúng ta, giống như là một cái bình nước đầy đó. Khi mà chúng ta đã rót đầy thân chúng ta với định của chánh niệm rồi thì không có thể rót thêm được một cái nước nào khác vào nữa, tức là ma vương có dùng ma lực, bất cứ ma lực nào mà đưa vào cũng không có thể có cái cơ hội để mà rót thêm vào được nữa vì quá đầy rồi. Thì khi mà chúng ta tu tập chánh niệm về thân thì có một cái sức mạnh của nội lực mà ma lực không có thể hãm hại được, còn nếu như mà thiếu cái chánh niệm về thân đó thì giống như là cái bình mà không có nước thì ma vương có thể rót bất cứ thứ gì vào cũng được. Và cái kết quả thứ ba là dễ đắc thần thông, với căn bản thân hành niệm, hành giả dễ chứng bất cứ pháp nào có thể chứng nhờ thắng trí, như một lực sĩ dễ dàng lắc đổ một bình nước đầy, phá một khúc đê cho đến cho nước tràn, như một người lái xe giỏi lái cỗ xe ngựa chạy trên đường bằng phẳng. Thì đây là một số các cái ví dụ mà Đức Phật đưa ra thôi. Thì như ngay như cái bài quán niệm hơi thở lần trước chúng ta thấy rồi, khi mà chỉ cần quán niệm hơi thở thôi là chúng ta thấy là đã có một cái sức định vững chãi, mà chúng ta ngồi định đó mà khi mà nó thuần thục có chánh niệm rồi thì tự nhiên cơ thể chúng ta nó hợp nhất lại thành một khối, mà chúng ta thấy là trong người mình nó có một cái nội lực rất là mạnh, và chính cái này là cái mà nó phát ra thần thông. Và chúng ta ngồi khi nào mà có dịp chúng ta ngồi chúng ta quán niệm hơi thở mà nó đi đến một chút chánh niệm, tự nhiên chúng ta cảm thấy là có một cái gì đó nó định, nó rất là vững chãi ngay trước mặt, từ cái chán chúng ta nó toát ra. Thì chúng ta thấy là cái đó là cái mà gọi là khi trong nhiều khi mình vẫn nói, tức là dùng một cái năng lực của định mình có thể đốt cháy bất cứ một vật gì đó. Chúng ta thấy là đây từ cái chán chúng ta nó ra, nó tỏa ra một cái sức mạnh rất là ghê gớm, và cái sức định, sức tập trung nó giống như là một cái trong vật lý gọi là cái thấu kính đó. Thấu kính mà chúng ta thấy là mặt trời nó chiếu vào mà nó nóng, nó thu hút cái hơi nóng đó, là nó có thể phát ra một cái sức nóng rất là ghê gớm. Thì cái định của chúng ta khi mà nó được thuần nhất, mà nó được định rồi đó, thì nó cũng phát ra một cái sức mạnh, nó được nhân lên gấp bội như vậy. Và cái thần thông cũng từ đó mà nó có thể chứng đắc được. Và Đức Phật ví như là một cái người lực sĩ đó, là người lực sĩ là một cái người rất khỏe, có thể cầm một cái bình nước lắc đi lắc lại bất cứ lúc nào cũng được. Thì đó là cái phần thứ hai là kết quả của thân hành niệm, và phần thứ ba là lợi ích của thân hành niệm.
là thân hành niệm kéo tu tập viên mãn sẽ đưa đến 10 lợi ích. Thứ nhất là nhiếp phục khổ lạc, thì cái này cũng rất dễ, khi mà chúng ta có định rồi thì không có bị lay động bởi khổ lạc, chúng ta vững chãi rồi thì cái vui cái khổ nó không có thể làm xâm nhập vào chúng ta được. Vì chứng đến thiền thứ ba thứ tư là chúng ta đã có sản niệm thanh tịnh rồi mà không còn khổ lạc nữa. Và thứ hai nữa, lợi ích thứ hai là nhiếp phục được sợ hãi và khiếp đảm. Thì cũng như cái ví dụ lần trước có nói là Đức Phật ngồi định 45 hay 49 ngày đó, là ngài không có sợ hãi bất kỳ ma vương gì, và thậm chí là không biết trước đó khi mà ngài tu thì ngài còn sợ hãi rằng là biết đâu con hổ đằng sau khi ngồi thiền đó, bài sợ hãi khiếp đảm đó, ngồi thiền biết đâu mà có con rắn hay con hổ từ sau nó đến nó cắn một cái thì chết. Thì ngài lúc đó là ngài chưa có định, nhưng mà khi có định rồi đó thì tất cả cái sợ hãi này sẽ không có nữa, và cảm nhận được nghịch cảnh vô loại. Thì giống như Đức Phật thôi, thì Đức Phật an trú trong chánh niệm về hơi thở và niệm thân, cho nên là những người khác mắng chửi ngài thì ngài vẫn cứ bình tĩnh và ngài có thể không bị nổi giận và tìm cách mà hóa giải được cái điều đó. Và thứ tư là dễ chứng bốn thiền được hiện tại là trú. Thì cái này là lặp lại cái phần kết quả thôi, là chúng ta khi mà ngồi định vững chãi của hơi thở và định vững chãi của thân rồi thì tự nhiên sẽ đắc được bốn thiền. Và thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, đó chính là chứng được lục thông rồi thôi. Thì lục thông hoặc là tam minh, đó là cái kết quả mà chúng ta có thể có được nhờ tu tập về niệm thân. Thì qua cái bài kinh ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy thêm được ba điều nữa, tức là chúng ta hiểu rõ thêm về cách tu tập chánh niệm về các hoạt động của thân gồm những thứ gì, tức là gồm 14 bài tập từ niệm hơi thở cho đến quán tử thi không còn cái gì. Và cái điều chúng ta có thể thấy được thứ hai, đó là chúng ta sẽ khi mà chúng ta tu tập niệm thân rồi thì nhất định chúng ta sẽ đi qua được 4 tầng thiền, chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được 4 tầng thiền. Bởi vì ngay khi mà chúng ta thở ra thở vào rồi là chúng ta đã có an định của thân, tức là cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta bước vào thiền. Còn nếu như mà chúng ta không có cái cảm giác của tu tập mà chứng đắc được thiền đó, thì chúng ta thấy là do là cái việc tu tập của chúng ta nó còn bị hạn chế ở một cái nào đó, là cái chỗ ở đây Đức Phật nói rất rõ, tức là sơ thiền với hỷ lạc do ly dục sinh, tức là cái an định của chúng ta nó chưa có được ly dục mà chúng ta còn chưa thoát ra được khỏi cái ham muốn của thế gian. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta tu tập mà còn có một cái mong muốn cho mình và cho tất cả mọi người, tất nhiên là cái này cũng cần, nhưng mà chúng ta thấy là khi mà khởi lên các cái ham muốn của thế gian, tức là chúng ta gây một cái nhân của tham hữu, thì chúng ta sẽ phải trở lại tham hữu, cho nên là sơ thiền chúng ta không có thể đắc được để đến đi vào giải thoát được. Thì cái thứ hai là chúng ta thấy qua bài kinh này là chúng ta phân biệt rõ được cái cách tu khi mà an định mà ly được dục là chắc chắn chúng ta sẽ đi vào sơ thiền có tầm có tứ, rồi đến tứ thiền và xả niệm thanh tịnh. Và cái cuối cùng là chúng ta thấy là chúng ta sẽ có nội lực, có an định của tâm và chúng ta có thể tự chế tác được hạnh phúc, giống như cái ví dụ mà Đức Phật đưa ra về hồ nước là nó có thể tự phun nước ra làm mát được cho mình. Thì với cái việc tu tập niệm hơi thở và tu tập niệm thân là chúng ta chắc chắn sẽ có thể tự chế tác được hạnh phúc cho mình, và sau đó là sẽ tự chế tác được hạnh phúc cho người. Thì chúng ta thấy là con đường ở đây tu tập cũng rất là rõ ràng, chúng ta theo 14 cái bước của niệm thân này, từ quán niệm hơi thở cho đến quán niệm các cái thân phần của thân, về chúng ta ly được dục thì chúng ta sẽ đắc được các cái tầng thiền. Thì đây nói thì nó dài dòng rất đối, nhưng mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta cất bước vào, chúng ta ngồi quán niệm hơi thở mà có định của thân của tâm, thì tự khắc là nó sẽ theo cái trình tự này là tự khắc nó sẽ chứng đắc được từng bước một. Thì đạo Phật là cái đạo mà bắt buộc chúng ta phải thực hành thôi, còn nếu không thực hành thì nói dài dòng chúng ta cũng không có thể nắm bắt được hết. Nhưng mà khi mà thực hành thì cái trình tự nó từ từ nó hiển lộ ra. Thì đó là ba cái mà chúng ta có thể học được trong bài ngày hôm nay.
thì chúng ta có thắc mắc gì không? Nếu không thì chúng ta hồi hướng. Nguyện Nam Đông